chúng ta hãy bước vào đầu thẳng và chuẩn bị cho bài khởi động. Hít vào, vươn hai tay lên cao, chắp tay lại. Thở ra, vươn dài người xuống gập sâu. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra, nhảy bật ra sau về tấm ván, hạ khuỷu tay chaturanga. Hít vào, chó ngửa mặt nhìn lên. Thở ra, chống mũi chân đẩy người về chó úp mặt. Hít vào, nhảy bật về trước giữa hai tay. Thở ra, gập sâu người xuống. Tiếp tục hít vào, vươn hai tay lên cao, đứng thẳng người lên. Thở ra, chắp tay đưa về phía trước ngực của mình. Rồi, chồng gối đẩy mông ra sau, hít vào cái ghế. Thở ra, đưa tay phải ra sau, nhìn tay. Hít vào, về giữa. Thở ra, tay trái ra sau. Tương tự như vậy, chúng ta làm liên tiếp mỗi bên 6 lần. Chúng ta cố gắng giữ cho phần hông, đùi và cơ bụng của mình cố định. Chúng ta chỉ xoay một chút ở phần vai và cổ theo cánh tay của mình. Siết chắc phần bụng mông đùi của mình ở đây. Cố gắng đưa tay cao lên sát tai. Và hít thở đều theo từng động tác của mình. Hít vào tay cao và thở ra tay ra sau. Rồi từ từ đưa hai tay chắp trước ngực và đứng thẳng lên. Co chân phải hít vào. Thở ra đá chân phải ra sau, chân lên cao bằng hông. Về chiến binh ba, đưa hai tay song song về phía trước. Rồi thở ra, đầu gối co về gần bụng. Hít vào duỗi thẳng tay chân. Thở ra, đầu gối co về bụng. Chúng ta làm liên tiếp như vậy 6 lần. Cố gắng kiểm soát cơ bụng, cơ mông, cơ đùi của chúng ta. Và luôn luôn giữ cho lưng của mình thẳng. Nếu mình cảm thấy căng ở đầu gối chân trái, mình có thể hơi trùng nhẹ đầu gối chân trái. Và luôn luôn đạp căng chân phải của mình khi mình duỗi thẳng tay chân. Rồi giờ hạ tay trái xuống sàn, hít vào đưa tay phải lên cao. Xoay đầu nhìn sang phải một chút. Chúng ta giữ cân bằng ở đây. Rồi co chân phải lên, đưa tay phải nắm lấy mũi chân phải, kéo chân cao nhất theo khả năng của mình. Rồi thả chân ra, duỗi thẳng chân hít vào. Thở ra đưa đầu gối chạm mũi. Chúng ta tiếp tục tương tự làm như vậy 6 lần liên tiếp. Hít vào duỗi thẳng chân. Và thở ra co gối lại, đưa đầu gối chạm mũi. Mình cố gắng giữ cho vai của mình cao lên và lưng thẳng. Chống các ngón tay của chúng ta lên. Khi duỗi chân, chúng ta giữ cho hai chân của mình đều thẳng. Liên tiếp 6 lần, bám sát hơi thở. Rồi, bây giờ nhẹ nhàng đưa tay trái của mình lên cao. Giữ cân bằng. Rồi co chân phải, đưa tay trái nắm mũi chân phải, kéo cao chân lên, đầu gối hướng lên trần nhà. Kéo cao hết mức có thể. Động tác này giúp mình kéo giãn cơ khoeo chân. Rồi hít vào duỗi thẳng chân, rồi thở ra thả chân xuống chạm thảm. Từ từ đưa tay trái của mình lên cao. Về tư thế thăng bằng vặn. Hạ thấp hông xuống một chút, đầu gối chân trái vuông góc. Rồi thả tay trái xuống, nhẹ nhàng rút chân trái của mình đè lên trên chân phải và đưa tay trái lên cao. Chúng ta về tư thế tấm ván nghiêng. Rồi hạ hông xuống, thẳng hông. Chúng ta lên hông, lên xuống, liên tiếp 5 lần. Kiểm soát cơ, khỏe tay vai, kiểm soát sự cân bằng của mình. Rất tốt. Từ từ hít vào, xoay lại về tư thế tấm ván. Thở ra mình hạ gối xuống. Ở đây chúng ta sẽ chống đẩy 5 lần. Hít vào ngực xuống, thở ra thẳng tay đẩy lên.
trạng thảm. Hít vào, chúng ta trườn lên rắn hổ mang. Thở ra, chống mũi chân đẩy người về, vê ngược chó úp mặt. Tiếp tục hít vào, nhảy bật về trước giữa hai tay. Thở ra, gập sâu người xuống. Hít vào, nâng hai tay lên cao, trùng gối mông ra sau, về tư thế chiếc ghế. Thở ra nhẹ nhàng, chúng ta hạ mông ngồi xuống và nhấc hai chân lên về tư thế con thuyền. Từ đây mình hạ chân, hạ lưng xuống một chút con thuyền thấp, rồi hít vào, lên cái ghế. Thở ra hạ mông ngồi xuống, nhấc hai chân lên cao, con thuyền cao. Rồi xuống con thuyền thấp, siết bụng lại. Hít vào, nâng hông lên cái ghế. Hãy làm liên tiếp như vậy, 6 lần liên tiếp. Để khỏe cơ bụng và cơ đùi của mình, kiểm soát sự cân bằng toàn bộ cơ thể. Hít vào cái ghế lên. Kiểm soát cơ, chúng ta không cần làm quá nhanh. Mình làm càng chậm thì cơ của mình sẽ càng khỏe hơn. Khi xuống con thuyền thấp, các bạn cố gắng hạ được vùng lưng dưới của mình xuống chạm sàn nếu có thể. Vậy thì khả năng bật của cơ bụng của mình sẽ khỏe hơn. Tập trung và làm hết sức mình. Tự đếm trong đầu của mình 6 lần liên tiếp. Rồi, giờ gập người xuống. Tiếp tục hít vào, ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra, nhảy bật ra sau Chaturanga. Hít vào, chó ngửa mặt. Thở ra, về chó úp mặt. Mắt nhìn ngón chân, vươn dài lưng xuống. Hít vào, nhảy về trước giữa hai tay. Thở ra, gập sâu người xuống. Hít vào, lên cái ghế. Thở ra, vặn ra sau. Tương tự, chúng ta đổi bên. Vặn sang trái. Làm liên tiếp mỗi bên 6 lần. Giữ cố định phần hông và đùi của mình. Cố gắng đẩy đầu gối ra sau. Đầu gối không quá các ngón chân. Kiểm soát hơi thở. Chúng ta sẽ thấy cơ đùi và cơ mông của mình được đốt cháy lên. Hãy cố gắng. Nếu chúng ta cảm thấy mỏi ở mông đùi thì chúng ta đang làm đúng ạ. Rồi, từ từ cúi gập sâu người xuống, hai tay chạm sàn. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra, nhảy bật ra sau về tấm ván Chaturanga. Hít vào, chó ngửa mặt. Thở ra, chó úp mặt. Hít vào, nhảy bật về trước giữa hai tay. Thở ra, gập sâu người xuống. Tiếp tục hít vào, vươn hai tay lên cao, chắp tay. Thở ra, đưa hai tay về chắp trước ngực của mình. Hít vào, co chân trái lên. Thở ra, đá chân trái ra sau, chiến binh 3. Vươn hai cánh tay về phía trước, tay sát tai, mắt nhìn xuống sàn. Thở ra, co đầu gối về, chạm bụng. Tiếp tục hít vào, thẳng chân. Thở ra, co gối. Chúng ta làm liên tục 6 lần. Hãy kiểm soát cơ, co duỗi cơ thể của mình. Hít vào thì duỗi căng. Thở ra mình co lại, co rút cơ bụng.
kiểm soát sự cân bằng. Rồi hít vào duỗi chân, thở ra thả tay phải xuống chống sàn, đưa tay trái lên cao. Giữ cân bằng ở đây. Rồi nhẹ nhàng co chân trái của mình lên, đưa tay trái nắm mũi chân trái kéo cao. Cố gắng thẳng chân phải phía dưới. Rồi thở ra, duỗi chân. Hít vào, thở ra đưa đầu gối chạm mũi. Liên tục 6 lần. Hít vào duỗi, thở ra co. Chống các ngón tay của mình để nâng cao vai. Luôn luôn giữ cho lưng của mình thẳng. Cảm nhận sự co duỗi của cơ thể, phần hông, cột sống và cơ bụng. Rồi, tiếp tục đưa tay phải của mình lên cao, giữ cân bằng, vặn một chút. Rồi co chân trái lên, tay phải nắm mũi bàn chân trái mình kéo cao chân lên. Đó. Mũi chân, đầu gối hướng thẳng lên trần nhà. Rồi từ từ thả chân ra, bước dài chân trái của mình ra sau, chống xuống sàn. Hít vào đưa tay phải lên cao, về tư thế góc nghiêng vặn. Rồi thở ra, tay phải chống sàn, nhẹ nhàng mình rút chân phải đè lên trên chân trái và đưa tay phải của mình lên cao, về tư thế tấm ván nghiêng. Rồi nhẹ nhàng hạ hông và nâng hông. Hạ hông xuống, nâng hông lên. Chúng ta làm liên tiếp 5 lần. Rồi hít vào xoay người về lại tư thế tấm ván ạ. Thở ra chúng ta hạ gối xuống và tiếp tục chống đẩy 5 lần liên tiếp. Bạn nào tay khỏe thì chúng ta có thể nhấc hai đầu gối lên và chống đẩy. Rồi, khi hoàn thành xong chúng ta hạ gối ngược cằm, hít vào rắn hổ mang, thở ra đẩy người về chó úp mặt. Hít vào nhảy bật về trước giữa hai tay, thở ra gập sâu người xuống. Rồi hít vào vươn hai tay lên tư thế cái ghế. Thở ra tương tự chúng ta ngồi xuống và nhấc hai chân lên con thuyền. Xuống con thuyền thấp. Hít vào bật lên cái ghế luôn ạ. Thở ra hạ mông ngồi xuống, nhấc chân lên con thuyền cao. Xuống thuyền thấp. Kiểm soát cơ. Hít vào lên cái ghế. Thở ra xuống con thuyền, làm liên tiếp 6 lần. Thuyền thấp. Hít vào cái ghế bật lên. Thở ra xuống thuyền cao, chân lên. Rồi con thuyền thấp. Hít vào, bật lên, cái ghế. Thở ra xuống thuyền cao. Rồi thuyền thấp. Chúng ta chuẩn bị thực hành tư thế cây cầu. Co hai chân lên. Đo khoảng cách đưa ngón giữa chạm vào gót chân. Hít vào hai tay qua đầu, hông lên cao, ngực về gần cằm. Thở ra hai tay xuống chạm sàn. Chúng ta làm liên tục 6 lần. Hít vào lên. Thở ra hạ hông xuống. Hít vào nâng hông lên cao, tay qua đầu. Thở ra tay xuống và hạ hông xuống. Chúng ta hãy dùng hơi thở của mình bám sát theo từng động tác.
hỗ trợ cho các động tác của mình được sâu hơn. Khi hít vào, chúng ta đẩy hông lên, đồng thời đưa hai tay qua đầu, và chúng ta cảm nhận được toàn bộ phần vai của mình áp xuống sàn, phần cổ của chúng ta cũng được kéo giãn. Lần cuối chúng ta giữ lại lâu hơn một chút, mắt nhìn về phía bụng, hóp bụng lại, thở ra rồi hạ từng đốt sống lưng xuống. Giờ mình co hai chân lên, đưa hai tay ôm lấy hai đùi, ép chặt hai đùi vào bụng, nhắm mắt hít thở sâu. Rồi, bây giờ mình duỗi thẳng hai chân của mình, hai tay xuôi theo thân, lòng bàn tay ngửa, chúng ta về thư giãn ở tư thế xác chết Savasana. Cảm ơn các bạn đã luyện tập cùng với Hà bài tập ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Namaste.